Ba cái tham ở đời phải tránh càng xa càng tốt. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Ngẫm Chuyện Đời. Chúc quý vị và các bạn một ngày an lành, bình yên và thật nhiều may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường nói tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến. Câu nói này của cố nhân tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều đạo lý làm người. Làm bất cứ chuyện gì cũng cần vừa phải đừng đi đến cực đoan. Như vậy mới là hiểu lý lẽ, cũng là có trách nhiệm với bản thân và người khác. Trên thế gian này có rất nhiều thứ mê hoặc con người. Nếu không biết cách tự kiềm hãm, nhất mực có thể truy cầu hưởng thụ vật chất để lấp đầy dục vọng, sẽ chỉ làm cho chính mình càng lún sâu. Cuối cùng sẽ không còn cách nào thoát khỏi, mà trên đời những thứ có sức mê hoặc con người nhất chính là rượu sắc và tiền tài. Ba thứ này chỉ cần tùy tiện sa vào một thứ sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Nếu vướng vào hai thứ thì càng bi đát hơn. Hãy cùng nghe những chia sẻ của chúng tôi để tránh mắc vào những cái tham này quý vị nhé. Ba cái tham ở đời tránh càng xa càng tốt. 1. Tham rượu quên người. Uống rượu có chừng mực quả thật không phải là chuyện xấu, có thể giúp cường gân hoạt huyết khi trời lạnh, còn có tác dụng làm ấm người. Không chỉ vậy, thời điểm mới xã giao, nhiều hợp đồng được ký kết là nhờ sau khi tan làm đi uống cùng khách hàng vài ly. Tuy nhiên, thói quen này càng ngày càng trở nên tha hóa. Người ta không còn chỉ dừng lại ở mức một hai chén nữa, mà đã phát triển đến mức rượu chè trác táng chén chú chén anh, uống đến mức bị đầu độc trong rượu. Không có rượu, không làm được việc gì. Uống rượu quá độ chẳng những gây nghiện, còn dễ gây ra ngộ độc, mà rắc rối nhất là khi say, người ta lại làm ra đủ trò mất mặt. Bởi vì ý thức đã bị rượu làm cho hồ đồ, cho nên có những hành vi, cử chỉ không phù hợp, tâm trí lúc không vui có thể còn làm tổn thương người khác. Như vậy chính là hại người, hại mình. Bởi thế, nếu như một người uống rượu mà không biết tiết chế, cũng không để ý tới lời khuyên của người khác, thì nên giữ khoảng cách với loại người này, không nên giao du thân thiết. 2. Tham sắc quên mình. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mọi người đều thích những thứ tốt đẹp, người khác giới với nhau cũng vậy. Phụ nữ và đàn ông đẹp luôn dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng nếu một người không thể chống cự được sự cám dỗ của sắc, làm ra những hành vi, cử chỉ không đúng đắn, thì sẽ rất khó tránh khỏi hậu họa về sau. Với những người đắm chìm vào sắc dục, thường không có cách nào chống lại được những cám dỗ đến từ những người khác giới. Do vậy, rất dễ phạm sai lầm, lâu dần không chỉ làm tổn hại đến thân thể của bản thân, khiến tinh huyết hao tổn, tinh lực suy kiệt, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, với người khác. Đặc biệt là với những người đã lập gia đình thì chuyện này lại càng mang đến hậu quả đáng tiếc hơn. Không thiếu những ví dụ tiêu cực trong xã hội này. Đặc biệt gần đây, rất nhiều người nổi tiếng quan chức vì không thể kìm hãm được dục vọng của bản thân mà đã phát sinh ra những mối quan hệ ám muội với người khác giới. Những kiểu hành vi như thế này, sau khi bị phơi bày ra ánh sáng, gia đình hai bên đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình. Cuộc đời cũng vì thế mà dính những vết nhơ vĩnh viễn không thể nào xóa sạch. 3. Tham tài quên thân quyến. Khổng Tử có câu, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ý nói, người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Hiện nay, muốn duy trì cuộc sống, tiền là thứ rất quan trọng, nhưng khách quan mà nói, vẫn có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền, giống như tình thân. Một người khi chìm sâu vào tiền tài, rất dễ bị lòng tham dẫn dắt, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ mà gây gổ cãi nhau với người thân, thậm chí có người hận tới nỗi, tới chết cũng không muốn nhìn mặt nhau. Tiền có thể từ từ kiếm ra, nhưng người thân một khi đã mất sẽ chẳng bao giờ
có thể nói chuyện được nữa. Có rất nhiều anh chị em khi bố mẹ vẫn còn sống lạnh lùng, vô tình tranh chấp tài sản trước mặt bố mẹ. Hành động này không chỉ làm tổn thương bố mẹ mà còn tổn hại đến ngày tháng sống chung với nhau sau này, tựa như đang chôn một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tham rượu, quên người, tham sắc, quên mình, tham tài, quên thân quyến. Chỉ ba câu ngắn ngủi lại có thể giảng giải rất nhiều đạo lý làm người. Nếu có thể không bị ba thứ này hấp dẫn thì bản thân mới có những ngày tháng bình yên tốt đẹp. Kính thưa quý vị, sống phải biết khi nào là đủ, đừng tham lam, đừng mơ mộng viển vông và hãy trân trọng những gì mình có. Trong cuộc sống, không nên so sánh một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ. Cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe Volga gần 500 triệu nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng. Cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn lúc ba người gặp nhau trên đường. Người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volga, người lái xe Volga ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện. Đây chính là thực tại trong xã hội. Ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống. Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó. Nhưng cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc. Ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bổ công anh, nhìn có vẻ tự do nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ. Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được. Cuộc đời không có nếu chỉ có hậu quả và kết quả. Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ. Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt. Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn. Nếu qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng thì hạnh phúc mới đến. Nếu bạn muốn hóa thân thành con bướm thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể giang cánh bay cao được. Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn. Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn. Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công. Trên thế giới này, người giàu có nhất thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã không chỉ có thể đứng dậy mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi. Ở đời nên nhớ rằng người càng toan tính càng thiệt thân. Người vô ưu tưởng như ngốc mới chính là người hưởng phúc. Đời người càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu không toan tính càng hưởng phúc. Sống đơn giản là một việc không hề đơn giản. Nó không đơn giản không phải vì nó khó, mà vì vốn trong suy nghĩ của bạn đang chịu nhiều áp lực, dần khiến bản thân con người trở nên phức tạp hơn, dễ thay đổi hơn. Mọi thứ đều có phần có phúc của mình, đều do duyên sắp đặt, chuyện gì cũng đều là có chủ đích của nó. Nhiều người cứ không tin, bỏ ra cả cuộc đời mình để đi giành giật những thứ không thuộc về mình. Đến khi thất bại mới nhận ra rằng mình chẳng thể nào nghịch lại được ý trời. Và nếu như số kiếp của bản thân mình không sung sướng được như người khác
thì cũng đừng oán hận. Bản thân mình chỉ là đang trả quả mà thôi. Cứ an nhiên mà sống, quả báo nhãn tiền, trời tất chẳng phụ ai bao giờ. Trong cuộc sống này, điều chúng ta có thể tiếp nhận là tri thức. Những điều cần phải tu dưỡng là một tấm lòng lương thiện, nhân chi sơ tính bản thiện. Lương thiện chính là bản chất nguyên sơ của sinh mệnh nguyên thủy của con người. Tôi tin rằng trong tâm ai cũng có sự lương thiện thuở ban sơ ấy. Nhưng bây giờ, người ta cho rằng càng hiểu biết nhiều thì càng thông minh, càng thông minh thì càng khôn khéo. Biết thu vén cái lợi cho mình, như thế cuộc sống sẽ ngày càng sung sướng, hạnh phúc. Để rồi vì cái lợi trước mắt, vì sự tham lam, vì danh lợi nhất thời, vì bản tính hiếu thắng, nông nổi của tuổi trẻ, vì chưa trải nghiệm, chưa thấy hậu quả, nên nhiều người đã đánh mất sự lương thiện thuần tịnh vốn có của mình. Đánh đổi càng nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Nhân sinh như mộng, quá lắm chỉ 100 năm, bạn có trong đó 20 năm để sống vô tư và trưởng thành, thêm 20 năm để trải nghiệm cuộc sống và sống theo ý mình, và có thêm 3-40 năm nữa để đón nhận những gì mình làm, mình sống, theo cách mình đã gieo, đã cư xử. Đó chính là luật nhân quả. Có những sự nhân quả nó sẽ theo ta đến tận kiếp sau, nhưng có những quả báo nó sẽ đến với ta ngay trong kiếp này rất nhanh. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay trước mắt, nhưng nhất định vào một thời điểm khi duyên lành hội đủ, suy cho cùng, mọi đau khổ trong cuộc đời ở chốn hồng trần này đều do chúng ta gồng gánh trên lưng quá nhiều việc, ôm trong lòng quá nhiều khao khát, mà mọi mê muội thống khổ, tham lam ích kỷ đều đến từ 4 chữ cầu mà không được.